Xin chào quý vị anh chị và các bạn đã đến clip của mình. Thì hôm nay mình đang ở tại nhà Wincom ở thành phố Quảng Ngãi. Thì mình ở đây một cái gian hàng mà gọi là đồ ghế massage đó. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho quý vị xem những cái ghế đang là trưng bày ở đây đó. Để quý vị khi mà chúng ta thấy những cái ghế này thì quý vị có thể là mình chọn cho mình một cái ghế massage để chúng ta thư giãn, vừa làm coi phim rồi vừa nó massage cho mình đó. Đây, mấy ghế massage này mình thấy có đồ mốt luôn quý vị. Hôm nay thì có ngày thường thôi cho nên là đoan Covid nữa nữa là nó hơi bén đó. Chứ lúc trước mình đi thường hay đi Wincom thì mình thấy ở đây người ta ngồi và mua rất là nhiều đó, nhiều chị em phụ nữ người ta làm thử và ta đẹp hòn mua đó. Do bị Covid cho này nó dán không chị, nó dán đó. Đi đợt trước em đi mấy lần ở đây mà, cái ngày khai trương cũng ở đây mà, khai trương ở đây mà cầu thon rồi kẹt đứng hết. À, đây máy thọc tập thể dục của vậy. À, chúng ta máy đi bộ tập thể dục này rất đẹp nè, quay luôn cho quý vị xem nè. Đây, cái ghế này tiện cho mấy anh tài xế chạy thường hay chạy như chạy taxi, chạy đường dài nè. Đây, sẵn mình chia sẻ máy quạt nước cho quý vị xem luôn. Giỏm giá còn 3.839.000, mà giỏm 20% máy quạt hai nước này. Ghế nhìn nhớ cái rộng quá vậy ơi. Đây. Mình đứng gần cái máy này rất là mát quý vị. Máy này quạt hơi nước này 4.799.000. Sau khi được giảm giá rồi quý vị, 20% rồi. Chạy cho em hỏi cái ghế mà để mà tài xế ngồi á đó, đó đường dài là cái ghế đó cỡ bao nhiêu? Cái ghế không mà không có để cái chân. Dạ, ghế không là 15 triệu. Ghế không 15 triệu. Ở đây mình mua hành được bao nhiêu năm em? Mua hành 5 năm, bố tiền trọng tài cho mình luôn. Mua hành 5 năm. Cái ghế này rất là hay nha. Em có thể thấy cái đèn nó có rất... em bấm khởi động thử sau mình coi nó chạy cái cục gì trên đó không? Hả? Đây quý vị, nhân viên này rất là dễ thương em quý vị. Đó, đây. Khi các bạn ngồi chạy đường dài về, chúng ta sau một ngày làm việc mệt, chúng ta là về. Đây quý vị thấy không? Ở đây ở trên phía cái cổ chúng ta. Còn ở đây là cái lưng nè. Đó, còn ở đây là cái chỗ chúng ta ngồi nó massage. Đây quý vị, mình thấy em để cái tay nó run run cái tay không? Đó, còn cái này nè, nó rất là mạnh nè, cái này nó massage lưng nha. Đó. Đó quý vị thấy không? Rất là hay, nó cục cửa tay mình nè thấy không? Cái này nó cục cửa rất là mạnh. Đó. Đó, rất là thích hợp cho những bọn chạy taxi nha. Chạy 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể mua một cái ghế như thế này chúng ta ngồi. Đó. Có thể chúng ta vừa lái mà chúng ta có thể vừa mở massage luôn. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta chạy xong một chuyến là chúng ta ngồi bấm massage một xíu. Hả? Này này, dòng điện ở đây 20 nè.
nói chung là như cái một cái gì sờ điện thoại luôn. Cái đây là dùng cho xe nè, phải không? Xe ô tô. Cái đó. Còn cái đó là ví dụ cho người già, ví dụ lớn tuổi đau nhức xương khớp, ví dụ cái máy nó gì dùng. Rồi cái đây là dùng cho là ở nhà quý vị. Thì ví dụ như chúng ta sau khi một đi đường dài về, chúng ta về găm điện ở nhà. Chứ không có để trên xe được quý vị, tại vì cái đây nó dùng dùng người lớn tuổi, điện 220. Đây quý vị, đây có ghế mà có hòn mình quay cho quý vị đây, 118.900.000 là giá khuyến mãi rồi đúng không? Mẫu giá khác nhau. Ghế đẹp. Xí nhá ghê là biết cô ngã chứ không biết ở đâu. Đúng rồi. Em nhân viên ở đây rất là vui vẻ và dễ thương quá vậy, cười miết. Ở đây 100 mấy triệu thôi quý vị, ghế này rất là hiện đại quý vị, găm điện vô. Quả mà ví dụ như cái ghế đó có hiệu của nước nội. Tắt cửa hồng của em đi lòn nhạc. Bố anh năm nay cũng đi đồ hàng. Cái đây là hiệu của Nhật, máy của Nhật, nhập bên Nhật về luôn. Bảo hành 5 năm. Ba tháng đầu trục chạy đổ mới, vừa máy tập thể dục và vừa massage luôn, rồi tập thể dục đều có quý vị. Đó, cái ghế này mấy nhân viên là từ nãy giờ mở thử cho mình nó hoạt động như thế nào quý vị, nhưng mà để từ nãy giờ không test luôn, thì mình sẽ ngồi thử nha quý vị, mình ngồi thử cái ghế này như thế nào nha. Ngồi ghế không hả? Rồi ngồi ghế không thôi, ngồi thử nha. Rồi. Đó hè rồi. Đi qua nha. Ở đây các bạn ơi. Mình có ngồi cái ghế thử là của con đây. Rất là thoải mái vậy. Để mà đoàn YouTube mà có tiền nhiều mình xuống mà mình mua cái như vậy. Rất là sướng em. Nắng nóng qua luôn nè. Nhẹ nhẹ nắng qua luôn. Nắng qua luôn. Rất là thoải mái như vậy. Đây chúng ta nó là cái cổ này nó thường hay hỏi. Mà làm xe mình ngồi như vậy thì mình làm xe mình ngồi nó được hay cái đau cái lưng này, bộ lao cái đau cái lưng, cho nên là khi ngồi thì nó đang đau sướng như vậy, cảm giác là rất là thư giãn như vậy. Đây các bạn có thể xuống cho con, thành phố Đại các bạn ngồi thử, khi mà chúng ta ngồi thử mà chúng ta còn thấy là nó cảm giác dễ chịu, thư giãn, thì chúng ta mới đặt mua cũng được. Dạ chứ người ta không có quan trọng là các bạn nó ngầu không mua. Bởi như mình ngầu ra thì mình ngầu ra, nhưng mà mình ngầu thử đâu vậy, mình coi là có điều kiện mình muốn mua cái này. Đây. Cái này nó vừa nắng nắm ở cổ cái gì, nắm luôn cái đùi của mình. Đó thì nó sẽ được thông máu rất là tốt. Đây quý vị, nếu có điều kiện thì chúng ta nên mua. Rất là sướng quý vị. Ngầu muốn ngầu không ngầu luôn chứ không muốn quyền. Rất là xuống nghe hấp dẫn nghe, rất là thoải mái. Cái cà phê để về em. Dạ không em. Cái này không có cho phê quý vị, mà bón thôi, bón luôn, bỏ hành cho quý vị là nam sao. Trong vòng qua bón thì nhân viên khi chúng ta đã có việc gì thì nhân viên người ta sẽ đổ cái máy cho quý vị. Rồi rất là sướng quý vị. Mình quay hạ dần đầu nên chưa nói cho quý vị là thế nào thôi. Rồi rất là thỏa em. Rồi có mắt. Tối thiểu nãy mình nhờ nhân viên người ta quay giùm em quý vị. Ở đây chỗ này rất là đẹp nên người dân người ta đi siêu thị ở đây người ta đứng chụp hình rất là nhiều quý vị. Ghế đây tùy theo cái giá quá khác nhau quý vị. Hiệu của Nhật, Nhật Bản quý vị, nhập từ bên đó qua luôn. Nếu mà máy đi bộ này cả bao nhiêu một cái em? Dạ 30-35. Từ 30 tới 30 triệu, 30 triệu, 35 triệu. Tùy theo máy phải không?
Đây là máy tập. Cái đây ngoài chức năng đi bộ thì nó còn tập như này nữa, cái gì có khớp nữa phải không? Cái này nè. Tập bụng. Tập bụng mà. Cái này là giảm mỡ chi sao? Giảm mỡ chi sao? Cái này là đo điện tim nghe nhọn. Đo điện tim nghe nhọn luôn. Đo huyết áp mình luôn á hả? À này nó ba máy 30 triệu, ba máy triệu là phải đâu quý vị. À đo nhịp tim chúng ta, đo huyết áp chúng ta. À, nếu chúng ta mà có thể là tập mệt quá thì chúng ta nghỉ. Quả còn cái này em cái này khoảng bao nhiêu nè? Cái này massage 4 triệu. Massage thì dùng ghế chay ghế ô tô. À 4 triệu ghế ô tô. 2 triệu. Cái này 2 triệu. À cái này 2 triệu nè quý vị nè. À, cái này về chúng ta massage đủ hướng đủ nơi nè. À, nhà này cam điện nè. 2 triệu. 4 triệu là dùng cho ô tô. À đây là mình để vô lưng cũng được quý vị, để vô lưng vô cổ cũng được quý vị nè. À, để chúng ta tỉnh khi lái xe nè. À. Ở đây có rất là nhiều cái máy massage quý vị. À, máy tập thể dục. À, mình rất là thích cái ghế này quý vị. Mà cái ghế này nếu mà giảm giá còn 10 triệu thôi quý vị. À, 10 triệu là mấy trăm ngàn thôi. Đó thì nếu như hồi nãy mà nói cho quý vị là 15 triệu là chưa giảm giá. Còn nếu giảm giá rồi thì giá nó là 10 triệu mấy trăm thôi. Đó thì nhân viên ở đây cho mình được biết đó quý vị. Đó thì quý vị có thể không khổ nếu chúng ta ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ở trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi thì quý vị hãy đến tại nhà Vincom. Ở đây là lầu 3. Đó thì quý vị sẽ thấy cái gian phòng ghế của Nhật. Đó. Đây quý vị. Đây là cái gian phòng cái hiệu ở đây quý vị. Rồi. Kun Kim Mai ở đây nè quý vị thấy không? Đó. Quý vị sẽ thấy cái hiệu này của Nhật này. Đó có hình có người phụ nữ ta đang nằm to đọc sách đó quý vị. Đó, còn ở đây là đang là tập chạy xe đạp. Rồi mình xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ. Thì bây giờ video cũng đã dài rồi, mình cũng xin tạm dừng video. Hẹn quý vị những cái video sau. Nếu quý vị thấy hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ, comment để ủng hộ kênh VidaNoVN, để mình có động lực ra những cái video hay hơn để phục vụ cho quý vị.